tại nơi giao thoa của dòng chảy đô thị hiện đại trên con đường huyết mạch Phạm Hùng, tuyến giao thông trung tâm của khu vực phía Tây thành phố. Chúng tôi kiến tạo một khu căn hộ hiện đại, nơi sẵn sàng cho một cuộc sống mới thăng hoa và phồn vinh. Dấu mốc định vị cho những điểm đến tại trung tâm phía Tây Hà Nội, trong phạm vi chỉ 1 km từ dự án là hàng loạt giao điểm hành chính, văn hóa, giáo dục với tổng diện tích 2,39 ha, mức độ xây dựng chỉ 35,4%, 3 tòa tháp với hơn 1.300 căn hộ đẳng cấp, đem đến giải pháp an cư và làm việc 2 trong 1, đáp ứng mọi nhu cầu sống với tổ hợp tiện ích đủ đầy, quy mô vừa vặn, thiết kế lý tưởng, dẫn đầu xu hướng cho những căn hộ tối ưu công năng, tầm nhìn thoáng đạt cùng với tiêu chuẩn quản lý hàng đầu để sẵn sàng chào đón các cư dân tương lai bằng một cuộc sống nơi trung tâm xứng tầm đẳng cấp và tiện nghi. Hãy cùng chờ đón Vinhomes West Point.